Hello, xin chào cả nhà. Đến với cái bài 2, chúng tôi là ai và các cái khái niệm của by design cũng như là các yếu tố cấu thành FMA tại by design. Thì điều đầu tiên tôi có thể chia sẻ với mọi người về các cái thông tin. Chúng tôi là cái cộng đồng DSG Digital Star Group. Nơi đây thì có các cái thành viên đầu tiên chia sẻ về by design. Thì chúng tôi gồm có Sarah Vân, một trong những cái leader làm việc với bà Nat và Chanida khoảng 18 năm rồi, cho nên chứng kiến cái sự hình thành cũng như là tư duy của bà Nat và ông Nat này, đúng không? Nat và Chanida là một tỷ phú người Mỹ gốc Thái. Các dinh thự ở Mỹ thì Sarah cũng đã đến rồi, các dinh thự tại Thái thì chúng tôi cũng đã được ghé qua và tìm hiểu rất là nghiêm túc về by design. Các yếu tố cấu thành về by design thì chúng ta phải nghe một cái câu chuyện, đó là khi mà Covid năm 2019 là bắt đầu hình thành thì ông bà làm MLM với các sản phẩm đấy thì bắt đầu có những cái việc giao hàng này, rồi thực hiện các chế độ của sản phẩm vật lý nó khó khăn. Và trong tương lai người ta bắt đầu tư duy về những sản phẩm mới mang tính chất đột phá, thì ông con rể này chắc chắn là kết nối và chia sẻ. Lúc đó thì như chúng ta đã biết, khi dịch thì chúng ta cứ nghĩ là chứng khoán và các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kém thì chứng khoán không lên, nhưng thực tế thì cái ý tưởng về chứng khoán với các cái công ty về cổ phiếu, về các vấn đề về foreign exchange, forex ấy, nó lại có những cái mức đà tăng trưởng phi mã. Chúng ta hãy nhớ lại các cổ phiếu của Zoom, nó tăng rất là mạnh, các cổ phiếu của các công ty công nghệ tăng rất là mạnh. Và một trong những cái cách giao dịch là cổ phiếu rồi chứng khoán quốc tế rồi tất cả mọi cái, thì anh Chad này là con rể có những cái đề xuất, và chắc chắn là với cái tư duy của ông bà tỷ phú là bắt đầu hình thành cái việc ra đời MTI. Các khái niệm về MTI đưa ra cho chúng ta biết là tư duy của tỷ phú, nghĩa là họ tìm ra những cái sản phẩm tốt, đúng không ạ? Có nghĩa là tư duy của tỷ phú, tư duy của tỷ phú là chắc chắn là họ phải tìm sản phẩm tốt, họ tìm người làm ra sản phẩm tốt và sản phẩm đó phải tốt nhất. Đặc biệt tư duy tỷ phú người ta phải nói đến cái vấn đề về chia sẻ cho cộng đồng, giúp đỡ cộng đồng, và bắt đầu người ta mới tư duy rằng cộng đồng trading, đúng không ạ, là đương nhiên là cần một cái tín hiệu tốt thay vì những cái tín hiệu xấu. Vậy thì Sarah khi hỏi tôi không biết được cái cơ hội này mà Sarah là cái người đầu tiên biết, và chị ấy hỏi tôi rằng là trong forex thì cái gì là quan trọng nhất, quan trọng nhất. Thì tôi có nói là tín hiệu là quan trọng nhất, đúng không ạ? Đó, vậy trong tín hiệu, lại cái gì là quan trọng nhất, thì có điểm vào vào là quan trọng nhất, đúng không ạ? Và trong điểm vào, thì cái gì là quan trọng nhất, đó chính là theo phương pháp vào. Và cuối cùng là tôi tìm hiểu về Gary, Gary Fichat ấy. Gary Fichat là một người có 27 năm kinh nghiệm, và anh ta đưa ra các giải pháp thông qua Fibonacci. Như chúng ta đã nhìn thấy, tất cả các cái môi trường về cuộc sống này, cái dãy số Fibonacci cũng như là sóng đấy, và Gary đưa ra cái Fibonacci này lập tức là gì ạ? Chúng ta mới hiểu được là cái cách cho tín hiệu khá an toàn, đúng không ạ? Đó, vậy thì từ cái này mà chúng ta biết các yếu tố cấu thành ra một sản phẩm, và sản phẩm này là sản phẩm FMA, đó. Và by design cùng với lại MTI là một công ty rất là tốt rồi, đúng không ạ? Ra được cái FMA này, đưa đến chúng ta là tín hiệu tốt để vào lệnh. Đó là những cái khái niệm. Sau đó chúng ta phân phối FMA thông qua
một cái app trên Android hay là iOS đó, để xem lệnh đó, để xem lệnh đó. Đó là cái yếu tố đầu tiên để chúng ta dùng cái SMA này, biến nó trở thành một cái cỗ máy kiếm tiền, đúng không ạ? Thì tôi có chia sẻ về cái SMA Signal đó. Tiền thân của nó là Pip Wrapper, tín hiệu SMA đó. Và nó cho ví dụ Close Order Euro hay là Open New Order New Zealand Canada đó, tín hiệu như vậy đó. Ở bài này chúng ta tìm hiểu sâu về các khái niệm như vậy đó, và các thông tin đó, chủ tịch carry phi chat của MTI, lịch sử giao dịch có, xây dựng hệ thống có, các cái quy trình đó, thu nhập thế giới của bài design thông qua Business for Home, chủ tịch NAT và Canada đó, là đó là cái mà về các khái niệm đầu tiên chúng ta cần phải hiểu đó. Và SMA là một sản phẩm download đó, phi vật lý, không có vấn đề giao hàng, đúng không ạ? Và nó dùng làm tín hiệu để trading, đúng không ạ? Đó, do vậy là rất dễ sử dụng, dễ giao dịch, đúng không ạ? Và dễ thao tác cho các sàn giao dịch mà anh chị đang trading. Đó, đó là cái mà chúng ta phải hiểu sâu về cái SMA. Và khi mà chúng ta hiểu sâu về SMA rồi thì lập tức là chúng ta thấy là có độ tin tưởng hay không, có độ tin tưởng hay không. Cái quan trọng là chúng ta xem cái độ tin tưởng, đúng không ạ? Và bố con nhà Jacob này, Martinez này, Jare Martinez này và Gary Fichat thì chúng ta đều có các thông tin từ LinkedIn, đúng không ạ? Chủ tịch Gary đây, đúng không ạ? Chúng ta xem Fichat đây, đúng không ạ? Tất cả các thông tin đó. Và ở bài số 2 này chúng ta tìm hiểu và chúng ta hiểu được các khái niệm, và nó có được các cái thông tin đủ để tạo ra một câu chuyện, tạo ra một câu chuyện có thực, an toàn và đủ tầm để chúng ta xây dựng hệ thống. Vậy thì khi chúng ta chia sẻ, chúng ta đều phải hiểu được ai, đúng không ạ? Thế nào, đúng không ạ? Ở đâu, đúng không ạ? Và chúng ta phải biết được nó là cái gì, đúng không ạ? Đó, tất cả các mẫu chia sẻ đó thì giúp cho chúng ta hiểu rất sâu các khái niệm như vậy, đúng không ạ? Và tôi có chuẩn bị để cho chúng ta tổng kết được cái bài số 2, đó là bài design, MTI, SMA, các tín hiệu tốt để vào lệnh, phân phối, dễ sử dụng, đúng không ạ? Trước khi chúng ta đi vào chia sẻ, trước khi chúng ta đi vào thì chúng ta phải thực hiểu được cấu trúc của các cái thông tin. Và các cái thông tin này thì tôi có thể nói được là Business for Home ra sao, đúng không ạ? Nó là trang website như thế nào, top 500 người ra sao, đúng không ạ? Và chúng ta cũng hiểu được là đây là đơn vị của ai thống kê, đúng không ạ? Các cái website ra sao, Business for Home là một tổ chức ra sao, tổng giám đốc họ như thế nào để họ đăng ký, đúng không ạ? Twitter, social đấy, đúng không ạ? Và về công ty của họ, đúng không ạ? About us, đúng không ạ? Ra sao thì chúng ta đều phải hiểu rất sâu về cái traffic cũng như là các cái thông tin, đúng không ạ? Để chúng ta biết được các cái trang đánh giá và nó rất là thực tế để chúng ta tìm hiểu đó. Vậy thì từ cái việc này mà chúng ta biết được là SMA cấu trúc chúng ta như thế nào. Quay trở lại đó thì cái cộng đồng DSG, đúng không ạ? Là cộng đồng DSG, đúng không? Thì bao gồm tất cả các thành viên leader, đúng không? Họ quy tụ, họ chia sẻ để sử dụng SMA một cách thông minh, họ kiếm tiền thông qua việc phát triển SMA, đúng không? Và cái cộng đồng này lớn mạnh cùng SMA. Sau đó gì ạ? Họ đưa cái cộng đồng này open để sánh ngang với lại thế giới, đưa ra các cái chương trình promotion để đi nước ngoài, đi du lịch cùng với các cộng đồng khác trên thế giới mà cùng sử dụng SMA. Tại lại Thái Lan họ cũng có cộng đồng, tại Jamaica rồi rất rất nhiều đó, rồi tại Nhật Bản, Philippines. Chúng tôi sang Thái Lan thì lúc đó đồng thời mở 3 văn phòng Colombia, Japan và Philippines. Thì tại thị trường Việt Nam chúng tôi mới bắt đầu xây dựng đó. Đó là cái mà chúng ta có thể tìm hiểu và chia sẻ.
Ở cái bài 2 này chúng ta cần các khái niệm như vậy, thì chúng ta lại một lần nữa tìm hiểu về MTI, Gary Fichat, SMA, cấu trúc tiền thân là Pip Grapher và By Design với cái quy trình của sản phẩm vật lý và phi vật lý và phân phối sản phẩm SMA, đúng không ạ? Cái sản phẩm này nó rất là dễ dàng sử dụng và giao dịch, đúng không ạ? Các thông tin tôi có để SMA Signal, đúng không ạ? Đó, đây là các cái biểu tượng, các cái logo, đặc biệt là cái lịch sử giao dịch thì ở cái video khác, bài tới chúng ta sẽ tìm hiểu.